Có một cô này, cô nghe những Đức giảng, mà khi cô ngủ cô nằm mơ, cô nghe cái câu cuộc đời ngắn ngủi lắm, phấn chấn lên, cố gắng niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc nghe. Cô gặp những Đức, cô nói cô nghe thầy giảng mà tới trong mơ mà con còn nghe câu đó luôn thầy. Nhưng đứa hỏi, khi cô nằm mơ mà cô nghe vậy, trong lòng cô vui không? Cô nói dạ vui lắm thầy. Tại vì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy mình thích niệm Phật và mình muốn sanh cực lạc quá. Đúng rồi, mình thích niệm Phật, mình muốn sanh cực lạc quá, nên mình mới ngủ, mình nằm mơ mình thấy gì. Giống như Đức thích thuyết pháp cho quý vị nghe, những Đức ngủ mà những Đức còn thấy anh đang thuyết pháp. Có một lần những Đức ngủ, những Đức nằm mơ, những Đức thấy cũng mới đây thôi, những Đức thấy những Đức ở một cái nơi đẹp dữ lắm quý vị, mà như là một khu rừng mà có một ngôi chùa lớn, thiệt là lớn luôn, mà người niệm Phật thiệt là đông, người niệm Phật luôn, đông dữ lắm luôn quý vị. Người đẹp đẹp niệm Phật rất là đông. Xong những Đức thấy tội gì đâu mà cái hoàn cảnh quá đẹp, ngôi chùa quá lớn rồi, mà một khu rừng, như một khu rừng cây thiệt đẹp luôn, rồi kế khu rừng lại có một con sông nhỏ, mà theo cái mé sông lại hoa nở rất là đẹp. Người thì đứng niệm Phật quá trời đông, mà thấy mình đang thuyết pháp cho rất là nhiều người xuất gia nghe. Tự nhiên ngủ nằm thấy một giấc mơ gì thức dậy, trong lòng rất là nhẹ nhàng và rất là vui vì thấy mình rất rõ ràng luôn, thuyết pháp rồi chia sẻ Phật pháp với người niệm Phật đều rất rõ ràng luôn, ở trong một ngôi chùa thiệt là lớn. Từ nơi đó mà người xưa nói câu hay lắm, bằng ngày nghĩ gì bằng đêm thấy đó. Mình thường niệm Phật thuyết pháp, dù mình có ngủ mình nằm mơ mình cũng thấy niệm Phật thuyết pháp, tâm trạng mình sẽ rất là vui quý vị, vui lắm. Nên mỗi một con người chúng ta, quý vị nhớ, ngoài đời cũng vậy, con người ai cũng có ước mơ. Ước mơ là chỗ mà chúng ta cố gắng đi đi đến mục tiêu mà chúng ta thành công. Nhưng ở cuộc đời rất nhiều người mơ ước về danh lợi, họ bất chấp mọi thủ đoạn để có được cái danh cái lợi. Khi họ có được danh lợi thì họ đã bị mất mát bao nhiêu tình cảm, họ làm bao nhiêu điều xấu xa. Để đạt được cái sở nguyện của họ, như mình coi lịch sử này kia, có những người ta muốn làm một ông vua, làm một chức phận gì đó, mà người ta đã giết bao nhiêu con người để muốn đạt thành sở nguyện đó. Khi người ta đạt thành sở nguyện rồi, người ta cảm thấy rất là cô đơn. Tại vì sao? Vì trả một cái giá quá lớn. Và đến lúc đó họ lại ao ước rằng họ là một con người bình thường. Rất là nhiều người vậy quý vị, khi ước mơ thì lại phấn đấu cố gắng để đạt thành được cái mơ ước đó. Nhưng cái được mơ ước rồi lại cảm giác chóng vắt, và ước gì mình trở lại là một con người bình thường. Rất nhiều người như vậy. Có những người nữ họ sống cuộc sống phồn quá, nhiều người nhìn họ người ta cũng ngưỡng mộ lắm, ăn sung mặc sướng, đồ đạc rồi địa vị. Nhưng mà trong cái cảm giác của họ, họ cảm thấy bị trống vắng cô đơn, nó không được vui vẻ như ngày xưa. Cái thời mà họ là một con người hồn nhiên, họ ao ước gì họ trở lại cái thời hồn nhiên. Họ ao ước gì bây giờ cho họ chọn lựa, họ sẽ chọn lựa là một cô gái bình thường, có những cái mơ ước sống đơn giản bình dị.
Nên cái thế gian mơ ước quý vị thì nó đi vào khổ đau. Tuy là nó có điểm để phấn đấu, nhưng cái sự phấn đấu nó đi đến cái tuyệt vọng dữ lắm quý vị. Dù là thành tựu thì cũng tuyệt vọng, tại vì cái việc thế gian mà không biết bao nhiêu là cho đủ nên khổ. Nên chúng ta có một mơ ước, đó là niệm Phật sanh cực lạc. Quý vị biết rằng cái việc niệm Phật sanh cực lạc là càng niệm Phật càng muốn sanh cực lạc thì càng vui. Càng niệm Phật càng muốn sanh cực lạc thì càng vui. Càng nhớ ai với đạo Phật, nhớ Tây Phương cực lạc thì càng vui. Mà khi đạt thành sở nguyện về cực lạc thì càng vui nữa. Nên cái việc niệm Phật mà sanh cực lạc thì càng tiến đến niềm vui, càng tiến đến niềm vui. Còn ở thế gian càng tiến tới cái danh lợi thì càng sanh ra khổ đau, càng sanh ra khổ đau. Nên có người tu hành biết dùng vật chất để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời thì đặc biệt lắm. Còn nếu như mà dùng vật chất để bo bo giữ gìn cất giấu thì là phiền não. Nên những đức nói rằng chúng ta rất là mừng mình mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là những điểm đặc biệt nhất của đời người đó quý vị, rất đặc biệt. Nên mỗi một người nên trân quý cái nhân duyên tuyệt vời này. Nên cô kia cô nói cô ngủ mà cô nằm mơ cô thấy nghe tiếng thầy văn vẳng giảng. Cuộc đời có người ngắn ngủi lắm, cố gắng niệm Phật phấn chấn lên, cố gắng niệm Phật phấn chấn lên. Bây giờ quý vị coi những đức làm cái công đoạn mà 10 phút những đức nói chuyện trước thời khóa công phu với quý vị. Quý vị cố gắng dùng cái thời khóa đó đó. Tại vì sao? Vì ở tại gia quý vị ngày nào quý vị cũng được nhắc nhở những thời tu trước một chút, đó là đoạn khai thị 10 phút mà cho quý vị, mà cho luôn thân bằng quyến thuộc của quyền thất tổ, quán thân trái chủ đi theo mình được nghe 10 phút đó. Khi họ nghe rồi họ cũng phấn chấn họ tu, vì họ cũng hướng đến giải thoát luôn quý vị, hướng đến giải thoát luôn. Đó là đoạn khai thị 10 phút rất quan trọng để làm cho mình phấn chấn sự tu hành lên. Quý vị nhớ rằng mỗi một người tu tịnh độ chúng ta mỗi ngày mà nghe pháp chuyên niệm Phật cần thiết dữ lắm. Muốn tu tịnh độ cả đời không thối tâm, không bỏ cuộc là phải càng nghe tịnh độ chuyên nhất, không ngần ngay dài. Như những đức đã tính kỹ rồi cho quý vị, nửa tiếng đổ lại, tuy nghe ít nhưng nó rất là trọng tâm, nó rất là trọng lượng, nó đi thẳng vào thật chất để tu luôn. Còn con người mình bây giờ mà mở rộng ra khi nghe cuối cùng quên hết trơn, mở rộng ra khi nghe cuối cùng quên hết trơn. Nên những đức thường nói những câu quan trọng, như đức nói tới nói lui nói hoài vậy đó, như cái lời Quán Tổ dạy mà cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A Di Đà. Ý nói rằng là cái quan trọng nhất của người tu tịnh độ là niệm A Di Đà Phật. Quán Tổ này nói người niệm Phật khi gặp bệnh đau tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Những câu này cực kỳ quan trọng dành cho những người tu tịnh độ luôn. Những đức nhắc không biết bao nhiêu lần mà nói cho quý vị nhớ rồi. Đấy là cái việc cực kỳ quan trọng, nghe hoài cũng không thừa. Nghe hoài cũng không thừa, vì chúng ta chưa sanh cực lạc sao thừa. Nên cần phải nghe, cần phải được sự nhắc nhở suốt. Nhớ, cần phải nghe và cần được sự nhắc nhở suốt. Nên mỗi một con người chúng ta tu pháp môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Mà muốn lợi ích thì phải được nhân duyên gặp một người chuyên tu, chuyên đến mức mà chuyên cho chín điều hết luôn, chứ không phải chuyên dung dốt. Phải chuyên tu, chuyên cho tớ luôn. Cái lòng tin những đức mà đối với tịnh độ này sâu lắm. Tại vì mười mấy năm nay những đức niệm Phật, gặp bao nhiêu sự trở ngại gì những đức cũng niệm Phật. Nên những đức cảm nhận được pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Vì nhớ cái nguồn gốc của chúng ta tu hành là đoạn được tâm kiêu ngạo ngã mạn. Nhớ nghe quý vị. Mà câu Phật hiệu này vì niệm giết rồi cái tâm kiêu ngạo ngã mạn mất đi. Nhất là đối với người lãnh đạo cấp trên mình, thầy mình, họ làm cái gì
Họ không cần báo cho mình biết. Họ muốn làm cái gì họ lo cho họ làm. Nếu như quý vị là người niệm Phật, người tu hành, quý vị được cơ hội đó là mừng vì sao? Rèn cái chí vị rất là nhanh. Không cần báo trước. Làm đi, làm được liền. Làm đi, làm được liền. Làm đi, làm được liền. Lâu ngày quý vị sẽ thấy cái kết quả. Điều thứ nhất, giúp quý vị tiêu trừ kiêu ngạo. Không lẽ bây giờ thầy mình, người hướng dẫn mình, làm cái gì phải bàn với mình. Có những chuyện cần bàn, nhưng có những chuyện bất tử, người ta không cần bàn với mình. Mình phải phát huy. Tuyệt đối không được trách, trách rằng vì sao không bàn với tôi trước. Thí dụ như Hòa Thượng làm cái gì mà còn mỗi cái đều bàn với Đức hết trơn, thì cái tâm kiêu ngạo như Đức sẽ tăng lên cỡ nào. Tăng cái sự kiêu ngạo là ngu si. Nên Hòa Thượng bất chợt giúp cho mình tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Khi tâm kiêu ngạo ngã mạn hạ xuống thì trí tuệ phát sinh. Nên người tu hành phải nhớ, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là cái tâm đáng sợ nhất để chướng đạo. Nhớ, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là tâm chướng đạo. Tâm kiêu ngạo ngã mạn là tâm chướng đạo. Người tu hành phải vượt qua cái tâm kiêu ngạo ngã mạn bằng cách là niệm Phật. Việc chữ Phật là giác ngộ. Thật sự muốn giải sanh về cực lạc là hạ mình được liền. Từ xưa tới nay đời đạo gì cũng vậy. Thành tựu từ chữ nhẫn mà ra. Thành tựu từ nghe chữ nhẫn. Người mà không nhẫn thì cái việc gì cũng không thành công. Người giỏi giang là không có việc gì thành công. Thành công là từ nghe chữ nhẫn. Thành công từ nghe chữ nhẫn. Nên mỗi một con người chúng ta phải áp dụng chữ nhẫn trong cuộc đời của mình, thì quý vị sẽ thấy quý vị an lạc và tự tại vô cùng. Cái gì mà đụng là thấy phiền não quý vị. Nhẫn thì an lạc tự tại, mà đụng là thấy phiền não. Nhớ nghe. Nên người gặp pháp môn tịnh độ, người tu tịnh độ chúng ta mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là mục tiêu mình hướng đến. Mà càng hướng đến mục tiêu này thì càng hạnh phúc, càng an lạc, càng tự tại. Nó càng thiện. Còn người thế gian họ hướng đến mục tiêu danh lợi, họ càng ác. Phải nhớ. Nếu như quý vị hướng đến mục tiêu giải thoát cái sự thành đạt của quý vị trong cuộc đời này, nó sẽ thiện. Hướng đến giải thoát, sự thành công của thế gian này nó cũng rất là thành công lớn, nhưng nó thiện. Nhưng nếu chỉ hướng đến danh lợi mà không hướng đến giải thoát thì là ác. Là ác. Nên cuộc đời của người mấy chục năm ngắn ngủi, một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì của bạn? Có cái gì bạn cầm theo được đâu. Nên mỗi người phải nhận thức. Hiểu được nguyên lý này rồi thì cái giả tạm thế gian này đều đổi vào phiếu công đức hết. Tạo cái cầm theo được sao không tạo. Người trí mà, người thông minh mà, sao không tạo cái cầm theo được. Mà tạo ra cái không cầm theo được gì hết. Nên những đức nói rằng đời của những đức có được nhân duyên, nói chuyện người ta nghe thích vui, có phương pháp tu sẵn. Đây là cơ hội mà hàng Phật tử đến với cuộc đời này gặp một người như vậy, vừa nuôi người già có duyên, vừa có duyên gặp Hòa Thượng mình lại người đủ duyên xây chùa, mà lại tin tịnh độ. Chùa chiền rộng lớn, tổ chức bao nhiêu chương trình, đông người về cũng được. Rồi có phương pháp tu sẵn, nói chuyện nghe phù hợp, dễ nghe, người tiếp nhận dễ. Đây gọi là cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa quý vị. Nên hàng Phật tử gặp được cơ duyên này, mình quen một ông thầy gì, quý vị phát động chương trình tu lên. Cơ hội trong cái đời này nè, mình gặp cơ hội này là cơ hội độ sanh dễ quý vị. Mình phát động chương trình tu mạnh lên, như ngày thứ bảy chủ nhật được phát động chương trình dẫn người đi tu đủ lên.
rồi mình đem đi buổi giảng thì mình đưa ra rộng ra cho nhiều người được nghe. Mỗi người nghe điều tu tịnh độ là được lợi ích, người niệm Phật là có thể một đời làm Phật. Cái cách này là cái cách mà nuôi dưỡng huệ mạng đặc biệt nhất, tại vì những đức chiến tu tịnh độ có cái pháp tu rõ ràng dễ nữa nhớ. Pháp tu rõ ràng mà dễ tu, áp dụng được, áp dụng tại gia cũng được, áp dụng tại chùa cũng được, áp dụng vào mỗi một con người đều được hết, lợi ích lớn, cực kỳ lớn luôn. Đây là cơ hội mình quen biết một người thầy như vậy, có đủ nhân duyên như vậy. Đây là cơ hội để phát động chương trình tu lên. Như Diếu Quang Âm còn mấy tầng nữa tới, bữa nay 23. Còn hai mấy ngày nữa tới quý vị. Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Tháng sáu âm lịch. Bây giờ là mình chuẩn bị hết rồi đó. Sắp xếp đi. Rủ người đồ đi tu. Đây là cơ hội mà quý vị. Vì dẫn một người đi tu công đức lớn biết bao nhiêu mà nói chưa. Bây giờ kẹt quá mình ở địa phương nào mình tu thì cũng được. Nhưng những đức nói vị mà dẫn đi tu đúng là ấn tượng cả đời khó quên. Ấn tượng cả đời khó quên quý vị. Ấn tượng này lớn dữ lắm. Nên mỗi một con người mình phải nhận thức được. Thấy việc này thiện, việc này tốt, lợi ích. Chân thật cố gắng mà làm. Qua cuộc đời này không biết chừng nào có được nhân duyên này. Chúng ta cùng thờ. Cùng thờ quý vị. Mỗi một con người đến với cuộc đời này, đến và rồi sẽ đi. Thời gian không biết chừng nào mình đi. Nhưng mà chúng ta nên trân quý những giây phút mà chúng ta được gặp nhau trong cuộc đời này. Có những người, những đứa gặp họ, dù chụp một bối hình, những đứa cũng trân quý. Vì sao? Vì mình đến với nhau trong cuộc đời này, lưu giữ những cái kỷ niệm của người tu hành. Duyên đó đời đời kiếp kiếp gặp nhau, toàn là hộ trì cho nhau để hướng đến Phật Pháp. Như những đức bây giờ với quý vị có duyên tu chung nghe Pháp mỗi ngày, mặt cùng đối mặt khuyên nhau niệm Phật, rồi quý vị lại được lợi ích khi nghe những đức giảng Pháp. Rồi tới giờ tu thì cùng tu chung nghe tiếng những đức là chịu nghe. Mình đã gieo cái duyên của nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm. Đời này gặp lại, có khi đứng ngồi chụp chung một bối hình, đây cũng là một nhân duyên đặc biệt lắm. Trong cái cuộc đời có những con người chúng ta đến với cuộc đời này, chúng ta đến rồi chúng ta sẽ ra đi bất chợt. Có những cái mình đến rồi mình sẽ đi. Có khi một con người đến bất chợt và cũng sẽ ra đi một cách vô cùng bất chợt. Cái nhân duyên ở cái cuộc đời này nó là như vậy quý vị, phải nhớ. Nên mỗi một con người mình phải trân quý cái nhân duyên khi được gặp nhau và khuyên nhau tu kìa. Mỗi ngày mình được khuyên nhau tu, mình phải trân quý nhân duyên này. Mình hết sức là trân quý để mình có được sự tồn tại lâu dài. Còn nếu như mình thiếu sự trân quý, nghĩ rằng đã có nhiều người chúng ta khi không có thì mơ ước. Nhưng khi có được rồi thì có khi lại thiếu sự trân quý. Mà khi thiếu sự trân quý thì nó cũng như hoa nở vội tàn, bất chợt nó tàn mắt, chúng ta có khi cũng cảm thấy luyến tiếc. Nên mỗi một con người mình ở cuộc đời này ưa bị một cái bệnh, không có thì chỉ cầu, có rồi thì mỗi ngày nhạt nhẽo. Nên hãy trân quý cái nhân duyên đặc biệt mà ngày nào cũng được sự nhắc nhở này. Và cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi. Nên câu nhà Đức thường nói rằng ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Cuộc đời con người như một giấc mộng, có gì đâu mà thật. Mình rất là may mắn mình gặp được tịnh độ, mình gặp được môn tu hành giải thoát, đi đứng nằm ngồi mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Điều này quá hạnh phúc quý vị à. Quá hạnh phúc. Nhân duyên này đặc biệt. Nên mỗi một con người phải trân quý. Mình không biết trân quý thì thiệt thòi cho mình quá.
có thể một đời này làm Phật, một đời này giảng sanh làm Phật, chấm dứt khổ đau của vô lượng kiếp. Đây là cơ hội đặc biệt. Có nhiều người gặp Phật Pháp mấy chục năm chờ, nhưng họ để những thời gian luống qua vô ích. Dù gặp Phật Pháp mấy chục năm mà đi long nhong, đi vòng vo thăm quắc, đi đầu này đi đầu kia, không biết trân quý những nhân duyên đặc biệt khi mình gặp được Phật Pháp. Bây giờ chúng ta có cơ hội gặp được Phật Pháp đặc biệt như vậy, vì sao mỗi người chúng ta không cố gắng? Ngày nào cũng nghe giảng pháp, như Đức nhắc xuống, khô hơi cạn tiếng cũng hết lòng, nghĩ rằng mình đến với cuộc đời này rồi một ngày nào mình cũng ra đi thôi. Nên để là một cái gì đó, nên những gì như Đức làm được, nhiệt tình hết mình. Nhưng gì cái nghĩ được lợi ích cho mọi người chút cũng nghĩ đến. Thời khóa tu thì như Đức thu âm thêm 10 phút. Người nào mình muốn nghe thêm 10 phút thì mình nghe. Người nào quý vị thấy quý vị có thể dùng công tu không là được, thì nó cũng có những công đoạn dùng công tu, hoặc là mình kéo qua chút xíu thôi thì cũng vô cái nguyện hương địa chung bình thường thôi, hiểu không? Còn ai muốn nghe 10 phút thì nghe từ đầu 10 phút. Còn ai mà thấy thôi mình nghe cũng nhớ quen rồi thì mình kéo qua 10 phút vô ngay cái nguyện hương thì sao? Có đâu có gì đâu khó quý vị. Nên mỗi một người mình học theo Phật Bồ Tát, chúng sanh chỉ cần lợi ích một chút Phật Bồ Tát cũng hết lòng mà làm. Chỉ cần chúng sanh được lợi ích một chút, có khi Phật Bồ Tát la gầy một người cũng là lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích một chút người ta cũng làm, chỉ cần chúng sanh được lợi ích. Nên mỗi một con người chúng ta nên trân quý cái nhân duyên khi mình nghe được Phật Pháp. Ý nghĩa của Phật Pháp đặc biệt lắm quý vị, có thể giải tỏ được nhiều thứ trong tâm tư của mình, nhiều cái phiền não. Nên học Phật là phấn chấn lên, sống cuộc đời này mà mỗi ngày mang cái bộ mặt khổ đi sống thì ý nghĩa gì? Không ý nghĩa gì hết, nói thật. Con người mang bộ mặt khổ đi sống, sống đời thì khổ, chết đi đọa tam đồ. Nhớ, mang bộ mặt khổ đi sống, sống đời thì khổ, chết đi đọa tam đồ. Nhớ, nó có kết quả gì không? Sống đời thì khổ, chết đi đọa tam đồ, hay ho gì đâu. Con người mà sống gì thì quá vô nghĩa. Bởi vì mình học Phật từ hôm nay mình nghe thầy dạy gì, ai mà sống đời thì khổ, chết đi đỏ tám độ. Dù của mình có gặp sự cố gì đi chăng nữa cũng không nên sống đời để khổ, chết đi đỏ tám độ. Phải trân quý cái nhân duyên đặc biệt này. Nên mỗi lần Như Đức nói chuyện Phật Pháp giúp cho người ta có thêm nụ cười, Như Đức cảm thấy hoan hỷ. Khi nói chuyện với chúng giúp cho người ta cười. Như khi có nhiều người ta nói Như Đức nhìn thầy giống như con rối, giống là làm trò hài tốt, miễn người ta vui là được. Cuộc đời mình mà làm được cho người ta vui cũng điều đó quá hạnh phúc, còn hơn làm cho người ta buồn và đau khổ. Mình làm cho người ta vui là cảm thấy hạnh phúc. Nên phải hiểu, khi giúp cho người ta vui là điều đấy hạnh phúc nhất. Còn làm cho người ta buồn, đây mới là tạo nghiệp. Nên mỗi buổi giảng của những Đức, như giảng ở đại chúng, giảng ngày thứ bảy chủ nhật, đều là những buổi giảng rất là vui. Ai coi khi ở nhà người ta nói ngồi một mình mà coi, một mình mà cười, mắc cười quá. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ, giúp cho anh ta vui cười, điều đó cũng quá hạnh phúc quý vị, quá đặc biệt. Nên cuộc đời đừng nên làm cho anh ta đau khổ. Cái cõi đời nó đã khổ nhiều, làm thêm sự khổ đau làm chi nữa. Làm thêm sự khổ đau làm gì? Sự khổ đau có lợi ích gì đâu. Nên mỗi một người nên trân quý khi nghe được Phật Pháp mỗi ngày, không bùi giận người để trong tâm, sống những ngày tháng an lạc tự tại, nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc,
gầy dựng tín nguyện cả đời không thối tâm. Nhớ, gầy dựng tín nguyện cả đời không thối tâm. Tín nguyện đã kiên cố rồi, ai nói gì cũng không dao động được tâm mình. Người muốn niệm Phật cả đời thì phải gầy dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố. Đã muốn vãng sanh về cực lạc, sự khổ đau gì cuộc đời này cũng chịu đựng được, vì chúng ta có mục tiêu. Có mục tiêu vãng sanh thì sự khổ đau trở ngại gì cũng chịu đựng được, sự bất ép gì cũng chịu đựng được. Vì sao? Vì mục tiêu là chúng ta phải niệm Phật vãng sanh. Từ khi quý vị mắc đi mục tiêu niệm Phật vãng sanh thì quý vị không cần chịu đựng. Còn quý vị nếu như có mục tiêu niệm Phật vãng sanh thì quý vị sẽ chịu đựng được hết. Thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhớ, thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Chỉ cần gây dựng tín nguyện thì tất cả mọi việc trở ngại đều thử thách mà thôi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhớ câu này thì quý vị hiểu liền tại sao rồi mọi việc cũng sẽ qua. Ai mà không chết mà không qua? Có ai sống hoài không quý vị? Từ xưa tới giờ có ai mà sống hoài không? Nhưng qua Hòa Thượng ngày nói một câu: chết, mỗi người chúng ta tin ai cũng sẽ chết, đúng không? Còn sống thì không bao giờ tin mình sẽ sống mãi. Nhưng biết mình chừng nào chết thì không biết. Biết mình sẽ chết nhưng không biết mình giờ nào chết. Việc này không biết. Và người không sợ chết là người có mục tiêu đi về. Quý vị là người niệm Phật muốn sanh cực lạc, có một chỗ đi về thì không sợ chết. Mà người không sợ chết là người bình tĩnh niệm Phật được. Mà người niệm Phật được thì chắc chắn Phật A Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nhớ, phải gầy dựng tín nguyện cho cực kỳ kiên cố. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho nhiều người nghe tịnh độ, tín nguyện kiên cố, niệm cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Nhớ phát nguyện, đời này con phải sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.